tính chất vô cùng kịch tính của trận chung kết thì hai đấu thủ của chúng ta đã phải thay đổi sân để đấu lại. Và xin mời hai đội trước khi ra đấu chung kết chúng ta có một màn chào hỏi bắt tay nhau nào. Bắt tay nhau thật fair play vào đối thủ Sơn Việt và đối thủ Hồ Anh. Sơn Việt mặc áo đỏ xuất phát khu vực màu đỏ, Hồ Anh mặc áo xanh xuất phát khu vực màu xanh. Hai đội sẵn sàng chưa? Sơn Việt vâng đã sẵn sàng, Hồ Anh đã sẵn sàng, và chúng ta cùng nhau đếm ngược cho trận chung kết lần thứ hai. Liệu trận chung kết này có kết thúc được không? Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi sau một ít phút nữa. Đếm ngược 3, 2, 1 bắt đầu. Vâng, vẫn chiến thuật quen thuộc, phá quả bóng có số điểm thấp để đến với những quả bóng có số điểm cao hơn. Vâng, và Sơn Việt đã có được những vị trí thuận lợi đối với quả bóng màu vàng của mình, trong khi Hồ Anh đã đánh mất cả hai cơ hội rồi. Vâng, liệu có, vâng, cả hai đối thủ rất có thể, vâng, liệu nếu như Hồ Anh lấy được quả bóng đầu tiên cho Hồ Anh. Vâng, cơ hội đang tạm thời nghiêng về Hồ Anh. Hồ Anh đã gọi, Sơn Việt có trả lời không? 5-0 tạm thời nghiêng về Hồ Anh. Nhưng Sơn Việt khéo vào em ơi, một mình em một sân, một mình em một sân. Nào, quả bóng quyết định cho cả hai đội, chết mất thời. Vâng, người Sơn Việt đang tạm thời, đang tạm thời dẫn trước rồi. Tỷ số bây giờ đang là 10-5. Trận đấu lại hòa rồi, thật là vô cùng là đau khổ. Trận đấu lại hòa rồi.